các anh chị em nghệ sĩ ở trong sân khấu, nói là khán giả Atlanta thật là dễ thương với những tràng pháo tay đó. Xin cảm ơn quý vị. Một điểm đặc biệt nữa Atlanta là khi chúng tôi đi thì thấy rất là nhiều cây xanh. Thì anh Hoàng ở trong ban nhạc cũng là người địa phương cho biết rằng cây xanh thì tốt cho sinh thái, nhưng mà cây vàng thì tốt cho sinh sống. Mà vàng đây là vàng 4 số 9. Thì vậy mình thật sự mình thấy cũng là thực tế, phải không ạ? Tại vì sống thì phải có tiền. Các triết gia ngày xưa thường thì nói là có tiền thì cũng chỉ là phù du, nhưng mà thực tế thì là không tiền thì phù mỏ. Và trong nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi xin gửi đến quý vị một điệu hát rất là thực tế, nhạc phẩm Tiền, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn, với sự phụ họa của Vũ đoàn Việt Cầm đến từ Orange County, dàn dựng bởi vũ sư Đình Luân. Với sự trình bày, chúng tôi xin mời quý vị đón chào sự trở lại của nam ca sĩ Hoàng Tuấn Việt. Không tiền đời mày ai thương, nhưng lúc có tiền nhiều người ghét ganh. Bao đêm ngao ngang thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đọa đầy, thì cớ sao gây oan thù vì danh lời mà đau. Vì kiếm tiền phù nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Trắng tay ngàn lời nói ai nghe, đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền mà thôi. Tiền còn mày ai thương, những lúc huy hoàng nhiều người nhiều như. Bao đêm ngao ngán thở dài, nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao. Trời ơi, ông trời ngoảnh mặt làm ngơ, vì đời không giống trong mơ. Kiếp người phần số riêng ai, trần gian là cõi đọa đầy, thì cớ sao gây oan thù vì danh lời mà đau. Vì kiếm tiền phù nhau, nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Trắng tay ngàn lời nói ai nghe, đêm nay em bỏ ta rồi, chạy theo cuộc sống đua đòi vì một chữ tiền mà thôi. Tim tôi đau nhói tơi bời, người ơi hãy sống yêu người, đừng vì chữ tiền.